nay mình đã quay lại đây. Ở nhà mặc đồ hơi bắt bẻ chút xíu nha mọi người. Hôm nay mình đi mình có mua nhãn, thì đây gọi là nhãn xuồng đó. Nhãn xuồng nè, mình mua nửa ký, một ký 60, nửa ký là 30.000, cũng nhiều lắm. Nhưng mà mình lấy mấy trái ăn thử thôi. Đây, sau cái trái này nó vàng giống như là cái nhãn hồi xưa, mấy bạn nhớ không? Hồi xưa có lại cái nhãn mà mình ba mẹ mình thơm thiệt thơm, cái mình hay mua về cái mình bóc ra đó. Để mình mở nhỏ nhạc lại coi. Nè. Đó, cái da nó vậy nè. Đẹp ha. Đây nè, trái này cũng vậy nè. Da nó quằn 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 á. Thơm lắm. Mới mua về mà đã thơm rồi nè. Thơm lắm nè. Rồi. Phải kê cái hộp lên mới thấy. Rồi bây giờ là mình ăn thử trái nhãn nha. Đây. Này coi nè. Trời ơi, sao mà nó giống như hồi xưa luôn, nhưng mà nó dày lắm mấy bạn ơi, nhầy lắm. Vỏ cũng dày quá ha. Cũng dày ghê. Nhãn ngọt. Cùi dày và giòn. Ăn hết luôn. Hột nhãn. Ăn cái khác coi. Cái gì nhãn này bóc không được. Bóc như hồi xưa không được các bạn ơi. Thanh tao thì lấy tay bóc, xong rồi nặng vô miệng ăn. Còn muốn ăn ăn như bình thường thì cắn ăn. Ở trong cái vỏ nó trắng ngắt luôn. Cái hạt này nó to quá. Cái hạt nhãn này sao y như hồi xưa nè. Thấy không? Nhưng mà cái nhãn này không giống như hồi xưa lắm. Tại vì nó dày cơm quá à. Nhãn hồi xưa đó bạn biết không? Mình bóc ra được ha, mình bóc cái vỏ này ra được. Còn cái màu trắng trắng. Mà cái cơm nó chút xíu à, mà nó rất là thơm. Còn cái này nó thơm theo kiểu dày cùi á. Cũng giống mà cũng khác. Thấy không? Dày cùi ha. Mọi người ơi, hôm bữa mình ăn bơ, mình bó lên cho mọi người coi á. Có ai mua ăn thử chưa? Có ngon như mình nói không? Mình mua hai trái. Ý bóc được nè. À, bây giờ thử nha, bây giờ thử cái bóc không nha. Mình mua 3 trái là 67.000. Mình đem về quê cho mẹ mình. Trời ơi, nó ngon xuất sắc luôn, nó thơm, nó béo lắm. Béo lắm luôn á. Ê, bóc được rồi nè. Giờ tùy trái nha, trái hồi nãy nó không bóc được, còn trái này bóc được. Hồi xưa hai chị em á ưa thi nhau á, lấy mấy trái mà đẹp nhất. Cái trái mà nó có răng 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 giống vậy nè, đó, răng 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 giống vậy nè. À, xong cái bóc xong cái bỏ tủ lạnh. Đông đá lại cứng ngắc luôn, xong cái chiều ngủ dậy lấy ra ăn. Hồi xưa huy hoàng thiệt chứ. Sắp xong rồi nha. Cuối tuần của các bạn như thế nào? Có vui không? Có đi đâu không? Mình thì về quê. Để mình
có thời gian mình đăng thêm mấy cái clip của cái con chó của nhà mình á. Nhà mình mới nhận nuôi 3 con chó, nó dễ thương lắm. Hồi xưa á, lúc mà mình còn nhỏ, mình học lớp 4 á, nhà mình nhà mình chuyển từ dưới nông trường để lên thị trấn ở á, thì có nuôi, lúc mà ở dưới nông trường thì đã nuôi một con mực rồi, nó rất là to luôn. Xong cái mình chuyển nhà thì mẹ mình không có nuôi nó nữa, tại vì đem lên đó đi làm hết á, mà trên đó ăn cắp nhiều lắm, cho nên là không có dám đem lên. Thì ở nhà ngoại một thời gian cái nó bù, nó chết sao, mà từ đó tới giờ nhà mình không nuôi được thêm một con chó, tức là có nhận nuôi nhưng mà không có con nào sống thọ hết. Thì đến mãi đến tận bây giờ, mãi đến tận bây giờ nhà nó lớp 4 cộng 6 là 10 tuổi, 20 năm sau là mình 30 tuổi, thì là nhà mình bắt đầu nhận nuôi thêm 3 con chó nữa. Hồi đó mình nhà là mình nuôi con chó đen nha, con chó đen, nhưng mà bây giờ là nhận nuôi con vàng với con trắng trắng. Thì để coi coi đợt này nuôi có được không nha. Xong rồi nè mọi người, xong rồi nè. Đã ha, nó tròn tròn nè. Có ai tuổi thơ các bạn có ai đi lột nhãn giống như mình không? Đó, nó tới đâu rồi? À, vụ con chó. Con chó nó mắc cười lắm nha. Dì Út mình chở về nhà, cái lúc đó nó còn ốm nhom nhất à. Xong cái thằng em mình nó mới cái lấy dây màu xanh, nó mới ràng cái cổ con chó lại. Thì tưởng dây ni lông nó nhẹ để nó đi lại nó dễ phải không? Trời ơi, cái bên ở thành phố mà ở đây cũng nuôi chó mọi người, thiệt tình luôn, sủ úng trời. Tiếp tục câu chuyện nha. Thằng em mình nó xích dây con chó, tưởng nhẹ, ai ngờ buổi tối á, nó giỡn làm sao á, cái dây nó xiết lại, nó xiết vô cái cổ hả, đứt nguyên một đường này luôn nè. Trời ơi, tối dễ sợ luôn. Sáng phát hiện ra là cắt ra liền, cắt cái dây ra liền, xong sức oxy già với mật ong để cho nó ôi chết rồi. Sức mật ong cho nó bớt á, bây giờ nó đang ngứa ngứa rồi, nó gãi gãi rồi, chắc sắp lành rồi đó. Nó dễ thương lắm. Đúng là khi mà mình có nuôi thêm một con vật nữa thì cái cảm xúc với tình cảm của mình nó sẽ trở nên rất là khác nha ha. Các bạn có vật nuôi nào, có con vật nuôi nào ở nhà mà mình thương không? Có gì khoe nha. Hồi đó mình không có nuôi chó nên là mình chỉ thương cái con mực đó thôi, cho nên là từ đó đến giờ mình cũng không có nuôi một con gì khác ngoài con hamster. À, lại nói tới chuyện hamster. Mình nuôi hamster mát tay lắm mấy bạn. Mình được vợ thằng bé kia cho một cặp, cặp trai gái, mà mình nuôi hoài nó không có đẻ. Mình nghĩ là chưa tới cái thời điểm nó trưởng thành hay sao. Cái thời điểm mình gặp ông xã của mình thì ông xã của mình mua cho mình một cái con hamster đực rất là to. Và từ thời điểm gặp đó là cách đây là 3 năm rồi. Trời ơi, nó đẻ quá chừng luôn. Mấy bạn biết một cái lồng của mình nuôi á là phải từ 5 đến 10 con, nhưng mà mình tới 6 cái lồng luôn. Là mấy bạn nghĩ biết bao nhiêu con, 6, 50 mấy 60 con mà mình cho rất là nhiều nha. Mình cho 5, mình cho 2 con, 3 con, rồi có khi mình cho nguyên cả lồng luôn. Tới thời điểm là cách đây là khoảng 6 tháng á thì bắt đầu là mình mới không có nuôi nữa, bởi vì về sức khỏe của mình và thời gian mình đi làm không có thời gian chăm sóc. Cho nên là mình cho tất cả những cái lồng, cho tất tần tật luôn, cho một cậu bé làm chung chỗ làm của mình. Trời ơi, nó thích lắm. Công nhận nuôi dưỡng hamster lúc đầu á, mình cảm thấy rất là khó. Tại vì nha, nó sạch lắm. Tay mình mà đụng vô nha, nó biết là nó đi đi đó. Nó mà đẻ con xong đừng có ai đụng cái chỗ đó. Cho nên là một cái chuồng của mình rất là to, mình nuôi 5-6 con chẳng hạn. Có một con xanh là phải vớt hết 5 con kia ra chuồng khác nuôi, và để cho một con mẹ với mấy đứa kia ở chung một chuồng. Rất là dễ thương. Nếu mà các bạn đã theo dõi YouTube của mình thì ở những cái thời gian đầu mà mình làm YouTube thì mình có post hình video clip á, thì nó rất là dễ thương luôn. Rồi, nói nhiều quá, thôi mình ăn một trái này nữa thôi thì kết thúc buổi trưa nha. Xong rồi mình chuẩn bị ăn cơm trưa nha mọi người. Ngọt mà ngọt hết cổ luôn. Mình sẽ để này để làm kỷ niệm.
Nó chơi chút nào thôi. Rồi, bye bye cả nhà nha. Chúc mọi mình nhận cơ mình quay phim với bạn coi nha. Bye bye.